Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018, hơn 600 người đến từ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, Hội Cựu chiến binh và nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã ra quân hưởng ứng tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước năm 2018. Hoạt động này do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tổ chức và được thực hiện tại kênh Phần Lăng, phường An Khê, quận Thanh Khê. Đây là khu vực kênh hở thường xuyên bị ngập úng, không đảm bảo vệ sinh và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống nhân dân khu vực. Trong tuần lễ này, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã huy động toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tích cực cam kết mỗi người một hành động, chung tay góp sức để làm sạch môi trường. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.